Xin chào mọi người, xin chào quý vị đến với chương trình livestream của công ty Godstream. Ngày hôm nay là chủ đề Valentine's Day và Titi rất là vui được chào đón lại một vị khách mời mà rất là popular, người mà đã mang về cho chương trình nhiều lượt view nhất trong những cái tháng vừa qua. Đó là John. John đã đến đây một lần là làm nail cho Titi và có sơn một bộ móng tay rất là đẹp và nhiều người rất là thích. Và cũng như là cái trang Instagram của John thì Titi nghĩ là móng tay một màu, nghĩ là nó không có popular nhưng mà thật sự là được rất là nhiều likes. How many likes trong một ngày vậy John? Oh, lots and lots of likes. Just simple. Yeah. No. It's pretty on its own. Like it doesn't have to be very extravagant. It's just simple, nice shape, nice structure. And it's just beautiful. People just love those kind of nails. Vâng, và nhân dịp Valentine's Day thì Titi cũng muốn mời John lại để cùng mọi người tìm hiểu là John sẽ sơn và làm nail art như thế nào. Và Titi, I just can't wait to do it. Vâng, và Titi cũng muốn nói thêm là tại vì thời lượng livestream hơi ít, vì vậy mà trước khi đến đây thì Titi đã chuẩn bị làm dip powder trước tại một cái tiệm gần nhà Titi để cho chúng ta rút ngắn thời gian hơn. Vì vậy mà ngày hôm nay thì Titi đến đây. John, do you need to fix anything? Like you have to. What we do is John reshape a little bit, structure and resurface just so it's any imperfections are gonna be, it won't show up in the paint job. Okay. So cái quan trọng nhất là lúc mà mình mài vừa nó cho nó bằng, right? Cho nó đẹp hơn cả cái đẹp của nó. Vậy cái structure đẹp thì cái paint job nó sẽ yes. Yeah. Okay. So right now I'm just resurfacing and then it's good to go. Okay. And do you have a design in mind? Design-wise, you know, it's Valentine, so I did put some thought into the design itself. My clients oftentimes goes, John, I don't know what to do. I don't know what to do for my next appointment. Can you come up with something for my next design? So, you know, when I booked their appointment, I just actually, beside their name, I just sketch things up. I draw a little picture and just whatever comes to mind that I think that they would like. That's the reason why you want the shape to be a little bit different. That's correct. I like that. Okay, switch please. See a story. Đó là Titi thấy câu chuyện rồi đó. Này giống như là những cái feeling của từng người. Cái này là yêu, cái này là biết không biết là yêu hay không yêu. X and hearts. So John, did you just come up with these designs now, like as you go per finger, or you had it already planned out in mind? I had it all kind of sketched up, you know, like I thought, you know, when you messaged me,
you know, let's do Valentine's Day. Mm-hmm. So I kind of have an idea of what I wanted to do, and I just, you know, it just comes to mind, whatever comes to mind that I think it's cute for Valentine, you know, just fun. You know, it's meant to be cute and it's fun and it's for the day, you know, it's love. So it's just ideas, you know, mm-hmm. and I change it as I go. So it's never set, but it's close. I see your cheat sheet there. Mm-hmm. You want to show? Okay, here's my cheat sheet. You get this? Just a little. This is my appointment book. Mm-hmm. And you know, whatever comes to mind, I just sketch it out. It's okay. Cute, right? That's so cute. That's my little cheat sheet. So this one I want to do. Oh, we already got like four fingers. It's mm-hmm. cute. Next time we should do like a story. Mm-hmm. Mm. The whole story. The whole story. 10 different things. This is just a clear top coat because I want to keep them matte. Mm-hmm. So I have to paint everything matte first. So. And then this will stay shiny. So it gives like a 3D kind of. Yeah, it gives you a nice, cute little pop. Okay, that kind of completes a little cutesy design. So things that could pop. All completed? Yeah, this one's dry, right? So just reshape them a little bit. Thường thường là lúc nào mà vẽ xong rồi John cũng reshape lại. Yes. Yes. I have to reshape it just because it's if the paint runs mm-hmm. past, mm-hmm. This actually just straightens it up. And sometimes the paint goes outside edge, mm-hmm. it makes the shape, it loses shape a little bit, so mm-hmm. then you have to bring it back. Vâng, kính thưa quý vị, đây là cái design mà nãy giờ John đã làm. Tất cả những câu chuyện tình yêu được gói chọn trong trên 10 ngón tay rất là sắc sảo. Đó, đẹp lắm quý vị. Anh Titi rất là thích, rất là sắc sảo về những cái design này và gói chọn tất cả câu chuyện. Và I'm so happy, cảm ơn John rất là nhiều đã bỏ nhiều appointments ngày hôm nay để đến cùng công ty Godstream để live stream cùng Titi. Và một lần nữa thì Tim muốn hỏi John là nếu những người khác muốn nhìn thấy những cái design của John thì có cái page nào mà họ có thể đến? Người ta có thể đến Kenny's Nails Salon, Instagram. Yeah. Instagram. Do you have a Facebook page? We do, but we are just kind of in the background. Okay. But Instagram is the most, we post a lot of our stuff on there, mm-hmm. What we do every day. Mm-hmm. So. Yeah. So thank you so much for having me again today. Oh, thank you so much. Thank you. Và vâng, rồi đây là information của Tim phải không cơ? Yeah. Thì quý vị có thể gọi book an appointment cho những người ở Cambridge hay những người ở thành phố khác nếu mà muốn được John đặc biệt làm cho một bộ nail thật đẹp thì số điện thoại là 519-267-6010. Tại thành phố Cambridge, Kenny's Nail. Và information sẽ được ghi ở dưới đây. Xin cảm ơn quý vị. Thank you so much, John, for coming here again.
hope we would do it again. Yeah, let's do it again. A different theme, maybe a different story next time. Yeah. Hope I could see like the whole story, continuous story, from the beginning to conclusion. All we got to do is is create a theme, come up with a story, and then we can always tell the story on the nail itself too, right? So, yeah. So thank you, Gothstream. Thank you, Wenzhang, for having me here again today, which is it's a blessing. It's a pleasure to be here. So thank you very much. Vâng, và Titi cũng không quên, nếu mà quý vị nào muốn chụp những hình ảnh đẹp hoặc là có dự định làm đám cưới thì John là một cái người photographer rất là talented. Quý vị có thể book John trong cái ngày cưới của mình nữa hoặc là những cái photo session riêng. Titi xin cảm ơn quý vị đã ghé thăm chương trình livestream của công ty Gothstream. Xin quý vị nhấn nút like và share cái video này. Và cũng đừng quên ghé thăm channel YouTube của công ty Gothstream. Xin cảm ơn quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Bye bye. Bye guys. Thank you.